đi bộ bộ giờ xong mà đắp xa sầm lên nhở bao lúc áp bát sọc sải chấm bên trong cái bộ sọc cáp sải tôi nó còn call làm mấy bộ sải bằng phơi con cáp sải rứ có sầm nuốt xem xem được xong xu là bát sọc prom trang sầm lên bật chia bớt mua chấm nôn tao nhé đấy prom trang lục mì phun tiền nó đắp tao ta mê thử vi chẳng bay nhé cua tập đăng lục áp bát sọc sải chấm rứ có đăng áp cái hòn nè ta xong phơi đi phơi miên nhung nhung rứ có cả này ní cứ lục áp bát sọc sải chấm ăn mì sầm mập hiệp đã sải chấm bật chia bớt rứ có mì sầm mập hiệp bàn tay đã ăn hiền nãy xong sắp được học niệm hãy cùng ní chưa sầm lên chẳng xong rồi bao lúc ba sọc xoài chấm prom tiếng sầm lên bật chia bớt sầm lên xin sầm lên lúc mì phom thay thịt thòng không cặp sai tuồng nãy xong sắp được học niệm hãy xong sắp ở chóp trong chập đám hãy kết mì cha na nè bố bốn tu ra sanh chân mai về mình ngay là xong sắp được học niệm xong học quân ma alo luôn ba sọc xoài chấm có thể tăng mặt bằng là tăng quân không alo group zero alo ba bắt nơi thì tăng lại đã nâng hàng lại kì lúc lại nữa không thì bỏ lại đấy bạn cái như chẳng xong tôi là 300 xu bằng tay là ta lại nâng miên ở tầm hôm bằng mát ai bằng mát ở tầm hạ cái hai là bỏ lại đó là bà lại nâng được không lắm một phây mát bà bạn đây là ta lấy chứ ai chăm với chăm chú phía bỏ slide với vậy để bắt buộc cái gì? Nó lo ba sao ai bỏ slide ba rồi không cài lại hay lo ba? Cái gì? Cho bắt buộc cái gì? Chẳng biết chứ. Là lo ba sao đăng thế là cứ chỉ một cru sa nó cứ thua là bong từ lơ đây vào lại rồi chỉ sầm non rừng mõm khang tên là lo ba sao đại khởi nhé. Đang ngay khởi nhé, còn đây còn còn lùi thơ thế đang. Dương mình nơi mưa 24 màu rồi đó thì chẳng á bà lùi mưa chẳng ai đòi bắt bỏ rồi nhà mới mình tập tính đấy nè rồi xa đường ai cái thuần còn mũi nữa thế là vậy là thằng Khanh dương đi sẵn đó nó lo ba sọc tăng cấp lo ba sọc ai bỏ sải ban rồi không cả lại hay nào mỗi sầm lên lo ba sọc cần được kiểm đặt cho anh em phun thuốc cáp sải toàn tạm đom bẹp toàn bánh hàng năng đó sải lo ba mới giảm tinh á giảm tinh nhập lực của tạm đi lối thơ tiền ní chia xa sầm lên rồi bao lúc ba sọc kho lực tỷ pì cho nè đấy cho nè ở nè này qua tay mắt đạo cho nè alo xong group rồi bà nơi tôi like rồi bà rồi tôi like cho nó tiền đấy bà ừ tôi trong bộ like chứ ba bạn ai trả like đó ba bạn like rồi like rồi bà đang ngày ai trả like phải qua bộ đăng đó ba bạn anh nhà thơ sọc tôi lo hỏi nó cứ bàn trong từ chụp cho mỗi đồng chí luôn thì trong thực đất mơ thì làm toán là bị đóng á mấy mô làm đo hơi cần ông và đây dùng mơ khá đập kiếp thì muốn máu áp lời nâng áp lời cả bố á áp lời bố lực bố ta nó nhìn nhìn lực lời cả đất áp lời lời nâng chẳng đáy những viên viên một bờ mẹ này lời nâng á bờ mẹ bà đáy về cho bà lại thầy bà lại bà tam mơ áp lòng bà khám cùng bà đấy cứ kết thúc một thầy mẹ lại đấy á ba là ngày bà lại đang trong một thời mẹ chẳng nhà bà rồi mua mua chế chuẩn thay cả thơ là bóng đứng à là bóng là bóng thay đề à là bóng chắc thì muốn màu đứng cứ thưa cho ó bà lại là ngày thưa cho ó bà lại lại chăm thức chăm thức à là bóng chắc đúng hay sốc bàn chanh thì khứ mũi ở rừng rừng bóng chanh hay là bóng đứng ở bàn rừng rừng chanh hơi bàn rừng rừng chanh hơi là bóng chắc nè bóng đang bóng đẹp non đi ăn quạt phơ một bàn mát thầy bóng đẹp và lại để dân rưu rưu chanh nắng mình cho chiếc đọc mẹt mà cho chiếc đọc mẹt này bần đấy đòi một tiết sau có bán chanh lý khát mùi từ có đòi mẹ đạp đọc rưu mùi hay cho mùi đừng bị chê chôn hay sau có bán thì cho mùi đừng bị chê chôn này còn nắng có bán mặt chất à trong lúc bạn lại nó tầm bấy đã luôn chẳng dừng thôi nãy bạn ấy kịp khi có mọi người chặt tất á có mọi người chặt tất chẳng chỉ chốn có bạn ấy kịp khi hơi đàn lục ấy hàng còn là phía kia kia để biến chạy đấy nó gặp có đại chạy đấy nó cứ chạy đấy để vừa được lơ bà lại được hơi là chạy đấy đó chạy đấy bắt vừa được lơ bà lại tăng từ môn cho bắt chánh xong tung
sống tôi lo bá sống cắt lo bán tích bận sống tôi chắc cả bây giờ bảo chắc đấy là cái muốn cứ thưa muốn chính bản tự tin cho lo bán vận tải chắc sẽ đấy nhà là bong đây rừng mồm thưa là cào nhất ta lo bá sống đăng đặt tế hay lo bá sống khơi nhà tế về phần bánh hạt thưa là bong lo bán lo bong rừng mồm này chúng ta phải bỏ cái gì mà nhà mà nó anh ấy thua tốt cứ có hàng hay những cái chạm bón để quan tâm chết anh ấy có ai đặc biệt và đang tiền phải đón tiền bán anh ấy tháng nào phải đóng lừa ba sân chơi lừa ba nhận đặt sai phải lại nhập hay mai tôi gặp lại cho bay tăng đặt lừa giống lừa ba nhưng còn hãy bàn thói bài gì cho bị tới bay mệt bàn chiến từ đó thưa là bọn thằng mày có thèm tiền còn thế mình men phơi nữa là bọn chàng đi bà bà chân từ thằng trường tiền chân những con tay bàn thông hơi là nùng lại nùng còn thế ông bây giờ thằng khăn cứ à ta thưa là bọn đi mình men bà phải cho tới đi mình men đi và chồng bị chậm em nằm cái chồng chồng đang chơi với nhỏ ơi hơn ấy chụp môi bị chia chôn bên tập chia chôn thằng đông po ấy mò nhà thô và thèm tiền bà đang khơi chân mấy mình xong xuôi bà không gian bỏ mà mình xong xuôi đi mình mà xong xuôi đi bạn xong xuôi đi ở đây là mày cho camera mày cho camera phần lấy cho hay mình sợ bài chết đấy bạn chỉnh mà chỉnh ô cho mình sợ bài chết đấy việc nhầm lấy cho hay thằng thằng gì gì đánh đi thà chỉnh bay mẹ đang đặt lù hay đang mình chỉnh bay mẹ nè đang chỉnh đặt trâu luôn ô chỉnh trâu đấy chứ thôi cho anh mới tiếp nhóm ạ ô nó khăn lưới lấy cho nó khăn lưới lấy cho lịch ở hay bờ ni lô cái thay tay mưa tay cái trời mưa xong bây giờ khen cho bây phá một bò rò xin tình cứu tật trăm đấy đã lụng bà bà lấy cho hai hồ ta nè hành chị phân năng chị khai bạch chị tê ồ dạ nhưng chẳng cứ cả muốn lựa bà sâu thạt chị đã lũng thạ lũ bay mệt bay mệt bay mệt là bông quát năng mà bà cả lên chị năng bay mệt bay mệt bay mệt hả lời con chị đã thử ấy phân năng ồ chị đã ta mà đặt tru dạ phân năng mẹ đặt tru luôn ồ chẳng nhưng chẳng lựa bà sắp thơ bà chị luôn thiệt chẳng đăng tế nhầm đăng tên cả làm gì cái sân già nâng từng ốc kia từng chạy chạy đi nữa nghe chăng cha à chị đã lù bay mẹ từ từng bay mẹ thôi bay mẹ trên đi lại nữa là thôi bay mẹ đây lù mưa bay mẹ mẹ đấy chị kilo bay mẹ đấy ồ chăng ba đã con trai ở con trai chăng ở trang minh là khá lớn lấy cho chăng đấy lù cái xe từ mưa bắn khơi đất ba nị chia xa xâm lên rồi bỏ lúc áo ba sọc lớn tì bầy chơi 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 và còn trong miền bờ sai còn bờ sai nơi tì tàng alo group bà đã mốc bảy sập ô bờ lai mà phay mát đã lên nước sọ bảy vòng bảy bảy sập này bảy tắc bảy tắc trời ơi chẳng cứ bờ lai mà phay mát nơi sọ tai vòng bảy tắc đây chẳng alo bà chẳng si on chờ nó chẳng vậy thì sao bây giờ nói sao đấy là nói về chỗ mai bay mai tao bay dùng thanh phần lái bay tăng xuống luôn rồi mai tao bị ai cùng quân đại thế lùm rồi nhưng mà chúng nó đọc sai chuyện 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 chúng căn chuyện thằng chuyện chuyện đặt căn chuyện đã miệng hai miệng lưỡi miệng cãi thế ờ thế một trăm sáu mươi ba sáu cũng vậy chẳng trời ơi mình nợ căn chuyện đã miệng lưỡi căn chuyện chưa bớt bàn tay chia sẻ đánh lưỡi bảy mà phay mát nó sao ta phải bay tắt giống á nâng căn chuyện thằng nào nè đăng nâng cái đã lú nâng đã lú bảy mà phay mát đã lô ba hay bảy thấm á mình bảy lú na lô ba dương lưỡi dương bên mới mà sao thì dương chết tới bị đòi chạy tì à mình chạy đi xong tôi lừa ba rồi đứng chạy đấy mà ấy thế mà đây là bọn tôi tập phơi nè chẳng là đứng chạy đấy vì chạy đấy cái môn hai được xong cả lúc bà xong cả môn có ra những thang mạnh mạnh thế là bọn phơi viên chạy đấy các bạn đây đã ở tập phơi là bọn sầm nóng đứng từ lớp đây chỉ cầm sợi bạc cuộn cái máy tập phơi là bọn được đây luôn cái của bạn ngày cái bạn chú chạy chẳng á bạn đã lừa ba thả đây ở đây chạm mười chạm kiểm nó sát điện chạm đặt sai sát điện năng ai đập pe chấm đắp tai bắp má lừa bà sốc mình đăng tên ra bài hai là bong sai nhớ nhá hai là bong sai giờ sai nhà lấy là bong hai bà hai hai cái sập rồi bà đấy năng
hay lô à, lấy lưu nâng lô ba sóc rừng lưu nâng cứ chích máu nó cứ bằng bay tắc trái bằng tay thông ra bằng bay tắc hay bằng đi dùm tắc đào khai bà nâng cứ bia xa hai ba đây lưu bay tắc à ta mà chân áp xa hai ba đây lưu nâng à thì ai chú tia đó mơ chú mơ thế à nâng ờ chú nhầm 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 lưu mà rơi mát hãy đạp bằng bay tắc lưu mà rơi mát bay tắc có thể dùm rơi bằng mát chiếc có thể lẽ tư bắt bà đây tắc hô máu ở đây nâng đây khả rơi bán vừa xa lưu bà đây lưu nhập chung cho mùi nâng mình chắc 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 đây là khai tiết rồi chẳng cho nông viên tiết rồi ồ chẳng nông mà chẳng nông bà đây lô bà đập phê bây giờ xâm khăn phát ở phê đập bóng nữa lô bà sao khơi nhá là mình là bong pẹt pẹt đó là bà là bong rừng móm mà mình chẳng cứ vào bã này là phải sang sang là bong rừng móm từ lớp đây bà lại rót chẳng hay là bà ắt mưa ắt khơi nhặt ấy chẳng hay tha cái lối thơ chẳng vào bã nè vào bã chia bớt cái hai trăm bạc can là bà nè mình chẳng à, mình đăng ấy tại sao đó là bà sẽ ắt cả đã sai sâm can rót lại rót là bà nè bộ sân mà phay mát nè bắt đập mát còn sao đập mát còn thu đây bàn tay này sao đập bay tắt lộ ba cái tên đặc biệt bắt đăng khang nát đặc biệt bắt đăng lộ ba chăng chăm chia rớt đặc biệt bắt đăng bên chăng lộ ba sao mình nó sai đam mùi cái hai giọt bắt rớt cho bắt sai chuẩn chia rớt chăng cho bắt chia rớt đó sai lộ ba tăng cái bắt đắc cái bắt đăng lộ ba sao chuẩn hai giọt đong bắt bắt cái bắt đăng chỉ chăn đong hết nè bà đang quạt tao mong con đang sai chưa mình chưa bao giờ mà ai chưa mà bà đang mang đâu này hay con đang sai cho mày bằng chân bằng con càng nghe nắng quạt lạt lang áo chưa bao giờ đang lấy mình đang bên này từ đang lục áp ba tao mong tao lục áp ba ở trên mờ ba quạt áo kia thơ bong lơ đây rồi អូបបបអានេះគឺជាសម្លេងរបស់លោកមេភូមិត្របែកគាត់ខលមកដើម្បីបកស្រាយក្នុងហេតុការណ៍ករណីដែលនៅភូមិត្របែក សូម ស្ដាប់ លោកពូអសំសួរបន្តិចដល់ពេលព័ត៌មានបញ្ហាដាក់លូនតើប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិត្របែកហ្នឹងគាត់ទទួលយកដោយអសប័យចិត្តដូចរីដែរទេពេលព័ត៌មានបញ្ហាដាក់លូមួយម៉ែតហ្នឹងពូ កាលដាក់លូប្រជាពលរដ្ឋចំបានជម្រាបហើយប្រជាពលរដ្ឋគេមិនសប្បាយចិត្តទេកាលពីមុនទៅហើយខ្ញុំបានទៅជុំកោះស្រែជាមួយអបាស្រុក ខ្ញុំ ថា លੂ មិនមែន ស្តង់ដា លੂ ឯណា ដាក់ 100 ម៉ែត្រ ចឹងទេ ខ្ញុំ សូម ឲ្យ ដាក់ តែ ខាង ត្បូង ចែក ដី ត្រឹម 40 ម៉ែត្រ នឹង បាន ហើយ បាទ បាទ ពី ព្រោះ ខាង លិច ចែក ដី នេះ វា មាន បលាយ តាំង ពី មុន ស្រាប់ ហើយ លោក អូន បាទ 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 ក្រោយ មក ប្រាំង មិញ នេះ គេ លុប ឲ្យ អភិបាល ស្រុក មក ទៀត ត្រង់ មេ ពុះ មក អី ទៀត មិន ហ៊ាន ធ្វើ អន្តរា គុំ អី គេ ខាត ផង បាទ 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 តែ ខ្ញុំ ទៅ រៀប ការ ដោះ ស្រាយ ស្រុក បាទ បាទ ចុះ មក ទៀត បាទ 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 ឲ្យ ខ្ញុំ ធ្វើ អត់ កើត ទេ លោក អូន អញ គិត ទៅ ឲ្យ ខ្ញុំ មេ ភូមិ ធ្វើ ម៉េច បាទ 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 ខ្ញុំ ទៅ ដល់ ឡើង ទៅ ដល់ ស្រុក ទៀត ហើយ ពាក ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល ប៉ដិត មេ ដៃ 106 ណា លោកអត់ បាទ 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 ហើយ ស្រុក គេ គាត់ មក ដែរ គេ គាត់ មក ឃើញ បុក ស្រុក គាត់ ដាក់ ប៉ដ បញ្ជា ថា ត្រូវ តែ ឈប់ ច្បាប់ លើ គាត់ ដែរ បាទ 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 ច្បាប់ លើ គាត់ ថា គាត់ មិន ត្រូវ សួរ ប្រជាពលរដ្ឋ ថា ឥឡូវ ព្រម យក 3 ម៉ែត្រ ទេ មិន មែន និយាយ ចឹង ទេ បាទ 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 ស្រុក ហើយ នឹង ចូល យក ដី ដឹង ថា បលាយ សង្ដា បលាយ ប្រហែល 100 ម៉ែត្រ គាត់ ដឹង ថា បាញ់ ប្រសុំ ប្រជាពលរដ្ឋ មក បាទ 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 អានេះ ច្បាប់ ភូមិ 3 មាន ណា លោកពូ ណា ba vậy nhưng mình liền vậy ba ba tập mà vua phim sao mình mà vua phim sao mình có thà lại đứng do màu trứng phòng bay mai chẳng lấy chứ bạn là khẳng lấy phòng bay mai ba màu cáo đọc mai chẳng cứ chẳng tầng o đây nói đây lại ba 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 nâng số cháu đây kia màu quạt to ba anh chăm su anh ba sọc to tiếp nhưng thằng vua nâng vua thứ ấy lúc tiên thằng vua nâng bay thừa bay cá thật khai để cá thật khai ba chúng bỏ mặc lại vinh cứ ở Brazil và Rốt mình sẽ bài chết về phần bài nhà tìm muối đặt lưu ở mát ở DP ở bong thưa ở cái đào lại giá là không ba ba nên là cứ ở Brazil và Rốt mình sẽ bài chết đấy chẳng không ba ba tôi biết tôi Brazil và Rốt à ở lưu lại là chìm liên mình tay chìm liên là cái lưu mà trong mơ đó chặt bị đây không tôi bay miền Trung mà tôi ở cái này kỳ thứ chẳng đấy ba mình bay xuống Brazil và Rốt thì dừng áo mưa kịp bên chân ấy dừng qua là cho mưa lại cả đắng ấy nâng lúc còn ai mau nâng du ai đắng ấy dừng cho lại cả nó mới không kịp bên này chắc là phụ đời nơi bom cái vinh đại sa đại dương khơi bà con ở chỗ sắp sai mối kịp sai tha tam lục mình phun lục mình khum rồi bị chia bờ rót con sợ bài chết này cả tôi do cái hai thơ lưu mà mẹ để chăng á à dương chết bay mà bả mà ta còn chết cái trong ao từ lia trong ao kia kia mình trong ao từ lưu thế kia trong ao bao cùng sân á bạn nâng ngày bằng gì chứ kia tham với ai kịp kia
rớt nông thôn bay nữa. Ba. Mình bay đạp lui chứ đấy, ông thương nó có khiếm không? Nâng ai. Bạn đại tao dân thư kia mình chỉ hai dân thư mấy lục mùi. Ba. Bông món thì chua thmo mấy việc bàn trăm mà xoay đi. Bay tích như sao mà? Đấy, bạn bảo lạ thmo đánh đá nó vui. Chắc ngon nè. Tôi dũ là khuôi, tôi dũ là khuôi. Bạn. Chắc xong bó ở lúc muối mà ta chui sọc sai, mà chui thúc mấy ở Việt Nam, rồi luôn chung đó, mây phung ta bay phóng mơ lúc muối. Bạn chắc xong nè, bó rộng bạn trầm sọc sai bó rộng mên đây là bố, cứ khi mà mình sẽ đây, ở khá bí ập sọc sai bó rộng mên đây là bố. Như chẳng á? Hay mà xua là phụng tìm mũi đã xa đây kì của mình ha ách đây bật lại đang bật tình là ồ phần đây cả đó sẽ là cả lực lạc bà phú bờ tam cả nhầm lựa dồn khớn hay dù đúng cứ cầm rung đọc bà phụng khúm trong ở bà chìa bà rốt tìm mũi miền plơ bà nọ sàn bà tìm bí miền bà lại tự khâu phụng nhóm có thơ chăng đây bà phụng bà nhạc đọc đô đây bà lại đứng đầm bây bàn plơ nâng bàn bà lại đầm bây bằng hồ tăng cư phụng nhóm miền chăng đây nâng nhầm tự tu dâu đó cứ thua bà chụp cứ chán vẹp bọn bánh hà nâng dầm nay dạ tì phí nâng cứ vẹp bọn bánh hà là bù bọn tăng bà chìa bà rốt có khâm kì hai thà ốc đáy ở chương vẹp bọn bánh hà sàn xong tờ lúc bà này gần nè bà sọc sva chrom nằm bây chui cứ tụp skát gầm oi thua bọn tờ lơ bà lai nà cứ sàn xong bà lai ở bàn sàm ạc nìa có bàn tay kà là bù kà khát khâm là bọn bà lù cứ បាទបាទបាទបាទនឹងអត់អីទេលពូហើយខ្ញុំឲ្យមានអីចង់ក្រោយចង់ឲ្យស្រំតរទៀតលពូខ្ញុំគន់តែសំណពោលោកអ្នកកសែតមេតាយើងធ្វើដើម្បីរយុទ្ធធម៌ជូនជាជួនដូចនេះហើយខ្ញុំរឿងដែលធ្វើបន្លាយនេះខ្ញុំចេញមកក្រោយវិញតិចទៀតក៏ខ្ញុំមិនមែនអត្តនោម័តជូនខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំមិនគុំជាសេនាធិការឲ្យគុំខ្ញុំក៏សូមជបល់មេគុំលោកមេគុំថាបើចឹងលោកមេគុំឯងធ្វើចោះដើម្បីដោះដូរដើម្បីយើងឲ្យមានទឹកមានផ្លូវ
xua chết hà pê đê tùm nô ca bì môn đằng pê nát đấy bà đá quật ở kì phì kì mà khăn tít ở kì bà hạp rạc nhóm tha lục bù mê phúm ở kì bà lôi kì mùi bôn đô la đàm bây bình chọc kìm oi bì ca bà tu ca tò ba rừng gọt tiêm tia bà 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 lại đứng á ta rừng nó bất đấy là bù bà lục mùi nhóm bì dây ní bòm phơ chông tầng sông hai nè đại tha nâng bà lục mùi chông đăng ao bì chú mục chông nhóm ខ្ញុំមិនមានសម្ដីមួយម៉ាត់ជួបអ្នកនំថាបោអូលោកមួយកាន់តែខុសឈ្មោះណាយ៉ាងហ្នឹងបាទកាន់តែខុសឈ្មោះហ្នឹងហើយបើក្មួយចង់ដឹងរឿងឲ្យអ្នកនំមកជួបខ្ញុំមើលខ្ញុំនិយាយទាំងណាអឺបាទបាទចង់ប្រពន្ធតាឡាទាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងចង់សួរអ្នកណាមួយណាដែរអឺណាឯងបើណាឯងនៅលេងហ៊ានទល់មុខគ្នាមកបើកូនទៅទូនខ្លាំងអត់មកមកជួបគ្នាហ្នឹងដែរថាតែអឺគេប្រាប់ព័ត៌មានថាលពូ KFC លុយសុំលុយគេ1,000,000,000 ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងបើសិនជាមិនបានមួយពាន់ដុល្លារគាត់លពូឈប់មួយភូមិគាត់ទៅបាក់អត់សឹកយកបាត់បង់តម្លៃខ្លួនឯងក៏បានដែរគឺនៅតបាក់រហូតតែម្ដងអញ្ចឹងណាតែរឿងខ្ញុំអត់មានតែមានទស្សនៈអញ្ចឹងទេលោកមួយខ្ញុំធ្វើនេះដោយបេះដូងពិតប្រាកដបំរើជីវិតរបស់មិនមែនបំរើបុគ្គលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទេ ខ្ញុំប្រាប់លោកគួយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ក្រៅពីខ្ញុំសួរតែមានផ្លូវនឹងអីបាទឧបសគ្គខ្លាំងណាស់សំបីតែអាយអំបញ្ញារៈគាត់សារខ្ញុំនឹងថាសំណាងមីភូមិតែណាគាត់បានទូចេញគាត់ទាញពីនោះទាញពីនោះគាត់តំណាក់តំណងណាហើយដល់បញ្ញារៈខ្ញុំការងារគណៈបាទបាទបាទបាទហើយបងនិយាយពីដូចលោកគួយនិយាយមិញនេះថាខ្ញុំជំរាបគេមកប៉ុនដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងនឹងអត់មកគឺគ្មានហ្មង បាទនឹងលពូដោយសារតែខ្ញុំយកសំណួរត្រូវសួរលពូដោយសារតែគេអឺណាណាណាកំអយឲ្យខ្ញុំគេហៅថាមានសំណួរហើយមិនសួរអញ្ចឹងថាហេតុអីបានមិនសួរពាក់ព័ន្ធអបាញ់ហានរឿងលុយ1,000ដុល្លារអញ្ចឹងតែលពូអត់បានប្រព្រឹត្តដោយការចោតប្រកាន់នេះលពូទេអត់មានទេលោកគួយអត់មានមិនតែលឺតែខ្ញុំមិនដឹងលឺសោះតែលឺមកនឹងនីតិទាំងអូអញ្ចឹង ហើយយើងដាក់សំណួរទៅវិញដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដាក់សំណួរទៅភាគីម្ខាងទៀតតើបើសិនជាអត់មានការធ្វើរបងទៅលើអបឡាយឬក៏គេហៅថាអត់អនុញ្ញាតទៅសំខាន់ផុតអត់ធ្វើរបងទៅលើអបឡាយតើលោកពូមេភូមិគាត់គេហៅតាមបន្ទូកាតវ៉ាឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទូកាតវ៉ាដែរទេអញ្ចឹងណាក្នុងដាក់សំណួរទៅវិញតើបើសិនជាគ្រឿងប្រជាពលរដ្ឋគួយដែរបាទបាទហ្នឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំមេភូមិដូចជាម៉ែឪបើប្រជាពលរដ្ឋប៉ណ
bạn 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 b
rương bà lai đi xong lai đời ạp bà sốc luôn này không kia ăn nhiệt tại đi. Ồ chẳng bà chúng ta bà chúng ta chẳng mong chúng bố xong mà nhưng mà dụ hốc sắp bố nè xong mặt miệng lại sắp hai ớt miệng như chồng tàu vọt tàu bà rồi sao xong mặt miệng thật cầm riêng là nào mà bọn ở bà chọc rương nâng xú thật thằng nè cụ xa nè bà chia bà rốt nước cụ xa thằng nông. Nâng là cứ ở đây xa đây bà phố mến cứ khi nhóm đôi là phố chẳng cứ nhóm ai miễn sức lẹ bàn chẳng hả phố. Bạn đáy chúng tôi cũng đúng không? Dông mà xua là phố đầm bay là phố. Cầm ai kết đá này dây rương là phố thang mà kịp lùi kê chẳng hả phố bạn bỏ xa lại chẳng. Cứ cầm ai ở trong ngọt cầm ai kia chọt bà can tờ lên là phố tiền chá là phố. Nâng là chẳng. ខ្ញុំពីដើមខ្ញុំដាក់ធ្វើការខ្ញុំធ្វើធានអត់មួយខ្ញុំគ្មានកំណត់អីទាំងអើម៉ៃខ្ញុំសឹកអាចារ្យខ្ញុំគ្មានកំណត់អីកុំរៀមគេយកមកប៉ុនដុល្លារអញ្ចឹងទេបាទមកដល់ផ្ទះខ្ញុំស្អាតហើយមើលបើខ្ញុំលក់ដីហ្នឹងខ្ញុំមានលុយមានកាក់ទិញឡានជិះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំដល់ហើយណាអូបាទបាទនឹងឃើញណាពូបាទសួរថាខ្ញុំមានអីបាទបាទមកមានតែលុយទិញតែ ខ្ញុំអរគុណលោកក្មួយដែលប្រាប់ត្រង់ចំពោះខ្ញុំសូមអរចិត្តខ្ញុំស្វែងរកក្មួយចាប់ពីពេលនេះតទៅអត់អីទេលោកពូដែលសារខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានខ្ញុំចង់យកអាសនុដែលគេសួរខ្ញុំហើយក៏គេបង្ហាប់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយកទៅសួរពូដើម្បីបញ្ចប់ចម្ងល់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញមហាជនថាកុំឲ្យភាគីដាល់ដាបំភ្លឺថាលោកពូមិភូមិគៀបស៊ីលុយគេមកសុំលុយគេមកប៉ុនដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងកុំឲ្យធ
ចឹងឈ្មោះសង្គមធីសង្គមធីបាទសង្គមធីអូអ្នកគាត់ធ្វើហ្នឹងបងបាទកូនភាសារបស់គួងអាតអូកូនភាសារបស់អ៊ំបាសគួងអាតបាទមិនមែនស្រុកកំណើតទេនឹងកូនភាសាប្រៃក្រោយហ្នឹងអូចឹងហ៎បងបាទមិនមែនប្រៃមុនទេប្រៃក្រោយហ្នឹងបាទបាទបាទបាទបាទនឹងជម្រាបគួរច្បាស់ចឹងបាទបាទបាទបាទហើយសូមក្មួយផ្សព្វផ្សាយទៅខ្ញុំអត់ខ្លាចទេក្មួយផ្សព្វផ្សាយចុះបាទណាគឺដោយតាគៀបយកលុយគេហ្នឹងហ្នឹងដោយសារតែចេះដោយសារតែខ្ញុំមិនធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់លពូដែរដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់បានជម្រាបបានលពូដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះសំឡេងពូគឺនៅ NR ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងលពូអញ្ចឹងគឺសំដីសំឡេងលពូនឹងគឺអត់បាត់សំបីតែមួយម៉ាត់កុំអោយចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយអញ្ចឹងកុំអោយបាត់សំឡេងមួយម៉ាត់ពេលដែលខ្ញុំចុះផ្សាយទៅថាខ្ញុំចុះផ្សាយមិនប៉ិតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានសំឡេងទាំងអស់នេះដាក់ផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនឬក៏ឲ្យភ្នាក់ងារដែលលើកឡើងនឹងគឺទទួលយកបានថាយកសំឡេងពេញយកមកដាក់ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពេញតែម្ដងចាលពូបាទបាទបាទអរគុណណាលោកក្មួយបើសិនណាជាបុគ្គលណាមួយថាមេភូមិនឹងយកដីលក់យកលុយទៅកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងឲ្យមកជួមេភូមិមកហើយជួថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវធ្វើផ្លូវជីកតម្លៃនេះជួថាខាងមានខាងអង្គការណាជួយទេមានតែមេភូមិនឹងទេយកក្បាច់ធ្វើនឹងបាទបាទបាទបាទមិនមែនអភិវឌ្ឍឃុំតន់ធ្វើទេអភិវឌ្ឍជនបាត់ខេត្តទាំងធ្វើផ្លូវនឹងទេហ្នឹងណាបាទបាទយើងធ្វើបុណ្យចំណិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជួយដល់ស្រាជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋលំបាកទឹកលិចគ្មានផ្លូវដើរខ្ញុំនឹងហើយស្មានបានដេកបាននៅនឹងខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូឲ្យច្បាស់ជម្រាបប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញចឹងអ្នកណាដែលគ្មាននេះរឿងផ្លូវនឹងហើយបានអ្នកចង់ដឹងច្បាស់ទៀតមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់មកបាទបាទបាទខ្ញុំលក់បានប្រមាណឡានហើយប្រមាណប្រមាណបាទបាទប្រមាណ100ឡានបាទបាទបាទបាទលោកគ្រូឃើញអ្នកទីតាមភ្លឺស្អាតហើយតម្លៃប៉ុណ្្នឹងយើងលក់ទៅយើងបានផ្លូវនឹងទៅនៅសល់បើគេគេទិញអីគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារគេនឹងជិះយើងទៅទេហ្នឹងបាទបាទលោកពូបើមិនមានកម្រៃគេគេមកធ្វើឲ្យយើងទេលោកពូបាទបាទលោកពូបាទសំបីតែអាអ្នកជំទាស់ហ្នឹងបើវាមានអញ្ចឹងវាសុខចិត្តមកធ្វើទៅបាទបាទបាទខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពិតពិតអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំបាទលោកពូបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចជួយសបស្រាយដល់កុំឲ្យកុំឲ្យថាមេភូមិហ្នឹងវាគ្រក់ពេកស្អុយពេកបាទលពូនឹងអរគុណច្រើនមែនតើលពូអរគុណច្រើនមែនតើលពូដែលបានគេហៅថាស្វាស្វែងនឹងយកចិត្តដាក់បំរើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងយកបីដងមកប្រើដោយអត់គិតខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ឬក៏គេហៅថាបំពេញអំពីនប្រមាណអស់យុគយុវិតដោយសារលពូនិយាយមិញ60ឆ្នាំជាងហើយគាត់ល្អមិនអាចរស់បាន60ឆ្នាំតទៅមុខទៀតទេប៉ុន្តែអាចមានកូននឹង64តែអាចមានកូនចៅឬក៏កូនចៅចំនួនក្រោយចំនួនក្រោយទៀតដែលបានគេហៅថានៅសល់ទឹកដានបលាយនេះដោយសារតែបលាយគឺធម្មតាបន្លាយនីមួយៗគឺគេហៅថាដាម៉ាស់ប្លង់ដាម៉ាស់គឺមានការអភិវឌ្ឍនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាអត់បន្លាយតើប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនទេនៅថ្ងៃក្រោយដូចជាយើងមើលមិនឃើញថាតំបន់នេះខ្លះជាទីក្រុងរណបណាមួយទេប៉ុន្តែបើអត់បន្លាយសុទ្ធតែបង្កើតជាទីក្រុងបានដែរទេនឹងអគុណច្រើនមែនតើលម្ពូដែលជាលោកបន្តែចេះលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតបាទបាទអរគុណចង់បានពាក្យបើក្មួយថាមេភូមិនឹងមិនស្មោះត្រង់ដល់សູ້ដល់ប្រជាជនមកពុំនឹងដឹងមិនឆ្ងល់
បាទបាទបាទបាទបើមេភូមិនឹងតែកក្រក់វាលក់ដីគម្រាមគេយកប៉ុណ្ណឹងមិនស៊ូចុះខ្ញុំបាក់ក៏ស៊ូអ្នកមកពីណាក៏ហើយបាទបាទបាទបាទបាទអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបាទលោកពូបាទនឹងអរគុណណាអើយតំតំនឹងសំឡេងលោកខនច្បាស់ហ្នឹងលោកហើយលោកដល់ខ្ញុំឆ្លាញ់ពេញចិត្តណាស់តែផ្សាយថ្ងៃមុនផ្សាយច្បាស់ច្បាស់ហ្មងខ្ញុំអរគុណហ្មងតាមមកពីស្រុកមណ្ឌលស្រែទុំចិត្តរត់ឥឡូវចាំតិចនៅបងយើងដែលកំពុងចូលទស្សនាគឺខ្ញុំនិយាយសម្ភារនេះគឺសម្ភារលោកមេភូមិមេភូមិត្របែកតែម្ដងដោយសារតែមានបងប្អូនជាប្រដ្ឋខមមិនសួរថាពេលដីបលាយជីកអងទៅណាអញ្ចឹងឥឡូវគាត់បានបកស្រាយឲ្យបងប្អូនអាចចូលបាត់ឡាយហើយចាំស្ដាប់អាសាថ្មីឡើងវិញគឺការបកស្រាយបលពូមេភូមិខ្ញុំមិនខ្ញុំទេព្រោះឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ជួបព្រោះឲ្យនៅភូមិផ្សេងផ្សេងនៅតាមតំបន់មាត់ញោកផ្សេងផ្សេងគឺយកដំណោះស្រាយគឺការដកដោបលាយដកដោយកផ្លូវនិងអសាខ្លះខ្លះទៀតដាក់ប្រព័ន្ធលូអញ្ចឹងបងនឹងស្រុកផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើចឹងដែរដោយសារតែចាំរួយលុយគម្រោងបដិភពភូមិសង្កាត់ហ្នឹងគឺមិនងាយទៅដល់ទេនៅដល់លើលើដល់ចុះដល់ឡើងគឺយូរដើម្បីចឹងនៅភូមិឃុំនៅជនបទហ្នឹងតែងតែយកដំណោះស្រាយចេះដើម្បីជួយសម្រួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅទីជនបទអញ្ចឹងគឺដើម្បីបានផ្លូវអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមានអីគាត់អាចដាក់ទុនគេហៅដាក់ទុនគេហៅស្នើសុំដើម្បីបរិភ័យផ្លូវការដោះដូរជាមួយនឹងអាចដីបន្តិចបន្តួចណាគឺសំខាន់បំផុតគឺបានផ្លូវក៏បានបលាយក៏បានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមានការអវត្តក្នុងភូមិឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងបងបាទបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែពេលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដឹងពូនិយាយលពូនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្លាប់ជួបតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់អីទេលពូអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើបានផ្ដល់បទសម្ភាសក្នុងអាការឡាយរបស់ KH អាផ្លូវញូលពូបាទបាទអរគុណអរគុណពូបាទអរគុណបាទអ្នកសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទ្រុទេសនិកជនតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKH Plus News ក្តាមក្រហមអត់យូរឥឡូវនេះបងប្អូនយើងសូមស្ដាប់សារសម្លេងរបស់លោកអភិបាលស្រុកស្វាយជ្រុំពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នឹងគាត់ខលដើម្បីបកស្រាយបំភ្លឺក្នុងការផ្សាយឬក៏សំណួរផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំសួរលោកអភិបាលស្រុកព្រមទាំងសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចទៀតណាព្រមទាំងលោកមេភូមិទៀតណាស់ស្ដាប់ទាំងអស់តើមេធាវីទាំង3នាក់គួរតែបដិងលោកអាបាស្រុកស្វាយជ្រុំឬក៏បដិងអាប្រកាច់ហ៊ុនណាតើខ្ញុំធ្វើនេះព័ត៌មានញុះញង់ឬក៏ករណីនេះគឺលោកអាបាស្រុកស្វាយជ្រុំអត់មានសមត្ថភាពដោះស្រាយជួយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែអត់ហ៊ានណាសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាសម្លេងទាំងស្រុងរបស់លោកអាបាស្រុកស្វាយជ្រុំព្រមទាំងសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងស៊ីនសម្លេងលោកមេភូមិថែមទៀតផងក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ណាសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្ដាប់ឲ្យចប់ចង់ចាប់ដើមហើយគិតម្ចាស់ណាណាបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនអំបាញ់វិញមិនឆ្ងាយឡើយសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបាទឥឡូវលោកអាសូមស្វាយជ្រុំក៏តាក់តងមកបងតាក់តងគាត់មកអាឡូគ្រប់ជីវរអាឡូបាទលោកហ៊ុនណាហ៊ុនបាទនៅទីតាំងកន្លែងដែលហ្នឹងអាកន្លែងគេលុបបន្លាយហ្នឹងអារម្មណ៍ធ្វើលបងលើបន្លាយហ្នឹងអានឹងនេះគេកាយហ្នឹងឯងតើដល់លុបហ្នឹងតើបាទកាយនិយាយចឹងសុំទោសលោកអាបាខ្ញុំសួរបន្តិចតើបលាយហ្នឹងមានទំហំប្រមាណអីប្រមាណដែរតើទំហំគេហៅរបបបលាយដល់លោកបាទបលាយហ្នឹងនៅក្នុងខ្លង20ម៉ែត្រ20ម៉ែត្របាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវចេះអាចចាំមើលចាំជួបគ្នាបកស្រាយវិញវិញនិយាយប៉ះបងកិត្តិយសអឺហ្នឹងលោកអាបាសុខអាចបកស្រាយបានព្រោះក្នុងការឡាយឲ្យលោកបាទឃើញនិយាយចាំប៉ះបងកិត្តិយសច្រើនពេកចឹងហ៎ឥឡូវលោកបាសុខដឹងទេគឺប្រជាពលរដ្ឋមកគ្រួសារហ្នឹងគឺធ្វើលបងទៅលើដីបលាយដូចជាសំណងរឹងរងមុំខ្លាំងមែនតើលោកបាសុខដែរឃើញហ្នឹងហើយឃើញហ្នឹងក៏តែគាត់លួចធ្វើទេហ្នឹងអូយខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំបានចេញលិខិតមួយហើយហ្នឹងហើយលោកអាបាសុខលួចធ្វើប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺអាធម្មតាយើងមិននៅមើល24ម៉ោងទេណាអញ្ចឹងបាទលួចធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាញាតមើលពីទឹកទឹកដីដល់សាររឿងឯកជនគាត់មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់យើងនេះសិនទៅអណ្ណលោកបាស្រុកតាមកប៉ិតលោកអាបាស្រុកអាចបកស្រាយបានព្រោះក្នុងការឡាយហើយណាមួយសម្លេងលោកបាស្រុកខ្ញុំដាក់ចូល NL ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងស្រាយហើយដល់ស្រាយលោកបាស្រុកមើលចាំតិចណាចាំតិចខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទនេះនេះលួចធ្វើទៀតនេះជាសារសម្លេងរបស់លោកអាបាស្រុកខលលើកទី2ធម្មតាណាដាក់ចូល NL នេះចូលណាអូនណានេះគាត់តែមកដាក់ម៉ូតូនេះអាឡូសុំគ្រប់លោកបាទចុចនេះដល់ហើយនៅទៅឡាយទៅលោកបាទជួយនៅឡាយតណាទៀតទេបងគាត់ចង់បកស្រាយចេះបាទបាទអាចដាក់ឡាយទៅបាទបាទឡាយទៅឡាយលោកបាទហ្នឹងហើយអាចចាក់ឡាយឲ្យបងប្អូនដឹងទៅបាទបាទអញ្ញាធិស្រុកប្រឡងហើយហ្នឹងគឺបានចុះទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាជនហើយចុះទៅប្រដិបត្តិទីតាមផ្ទាល់ហ្នឹងនៅទីនោះ3 4 5ដងហើយតនោះបើតែយើងមើលស្ថានភាព
muốn máu áp lực nâng áp lực tận bố áp lực bố lực bố tận nó cái gì lực lực tận nó áp lực lực nâng chân đây những viên viên một bờ mày này lực nữa bờ mày bên đây về chỗ bên lại thầy bên lại bên tam vừa áp lực và hàng cùng ba đấy từ cái tốc một thầy mày lại nữa đó ba là ngày bên lại nâng tốc một thầy mày chẳng nhưng mà rồi mua một chiếc chuẩn thời gian thơ là bốn đến à là bốn là bốn thay đề à là bốn chắc thì muốn màu đến từ thôi cho off lại nên là thôi cho off lại rồi chăm tích à là bốn chắc đâu hay sốc bàn chân thì cuối ở đường bốn chân đây là bốn đó là bàn đường chân hai bàn đường chân hai là bốn chắc này bốn đang bốn đang làm đi à quạt phơ một bàn mát thầy bốn đang vào lại đây để dân rưu rơi chanh nắng mình cho chiếc đọc mẹt bạn cho chiếc đọc mẹt này bạn đấy đòi một tiết sốc và bán chanh lý khát mùi từ con ở bên đàn sốc rưu mùi hay cho mùi đồng bà chê chôn hay sốc và bán cho chung mùi đồng bà chê chôn này còn nắng và bán mặt chất à trong lúc lúc bạn bà lại nó tầm ấy đã luôn nhưng dân thôi là nãy bạn anh chiếc nhé mọi người chắc chắc chúng chỉ chọn các bạn ấy khi khi hơi hơi đàn ông ấy hàng còn là khi khi chưa để miền trái đấy chúng ta có đại trái đấy những cái trái đấy để vừa được lơ và lái được hơi à trái đấy đó trái đấy bắt ờ lơ và lái tăng từ môn môn cho bắt tránh ờ sông tung sống tôi lo bán sống cắt lo bán tích vật nữa sống tôi chứ cao bây giờ bảo chắc đấy là cao muốn cứ thơ ở môn trình sẽ bán tự tiên cho lo bán bằng tay ở chắc đấy nhà là bóng đại rừng môn thơ nơi cao nhất ta lo bán sống đăng đặt tế hay lo bán sống khơi nhà tế về phòng bánh hạt thơ là bóng lo bán à bóng rừng môn này bóng nhà thơ sông hàng khó đấy hay nhà sông trên lịch thật chứ bóng thì hồi sáng xong ấy tế bật sáng xong được lúc bóng tế thế nâng á ngày được vô là nâng bạn sẽ chơi trên những cái cặp bạc bột của tôi nhưng mà những mà lúc anh nhà thơ tốc cứ có hàng hai nghe cái cây chạm bón để bạn tập chất anh nó có ai đã biết và đăng tiền và tỏ tiền bán tháng nào phải đăng lừa ba bà sân chơi lừa ba nhận đặt sai bà lại nhập hay mai tôi gặp lại tôi không bay tăng đặt lưu chẳng lừa ba nhóm đặt sai nhóm đặt sai ba mà tôi nã thôi anh bị một máu cứ à là bón tiền là cái quan cho bà lại đúng không đó ấy nhưng mà đặt sai cứ rồi rồi là bón chạy đúng không hay bạn thói bài gì cho bị tới bay mệt bạn chiến từ đó thưa là bọn thằng mày có thèm tiền bạn thấy mình men phơi nữa là bọn chàng đi bà bạn chân tới thằng trường tiền chân những con tay bạn thông hơi là nông lại nông bạn thấy ở đây là thằng khăn cứ à ca thưa là bọn đi mình men cho bà bị cho tới đi mình men đi và chồng bị chậm em nông oh. Nhưng chồng đang chơi với nhỏi ở hơn ấy chụp môi bị chia chôn với tập chia chôn đồng bộ ấy mà nhà thô có thèm tiền bà đang khôi chăng nè mấy sông suối bạn không gian bỏ mà mấy sông suối đi mình mà sông suối đi bạn sông suối đi à đây là mấy chỗ cam ra mấy chỗ cam ra phần lấy đây hay mình sờ bài chết đấy bạn chỉnh mà chỉnh ô cho mình sờ bài chết cái việc nhầm lực ở hay thằng thằng dây à bên đi thằng chỉnh bay mẹ đang đặt lưu hay đang mình chỉnh bay mẹ nè đang chỉnh đặt trâu luôn ô chỉnh đặt trâu đấy chưa thôi chỉnh đang mình tiếp nhau mà ô này thằng lưu lấy chưa thằng lưu lấy chưa lịch ở hay mờ ni luôn cái thằng ta mờ ta cứ trời mờ xong bây giờ khen châu bây phá một bò rò xin tình cứu tật trăm đấy đấy luôn bà lấy cho hai hồ ta nè hành chiếc bà năng chiếc chế bà chiếc đi ồ dần nhưng chẳng cứ cả muốn lừa bà sao thật chiếc đã lũ thả lũ bay mệt bay mệt quát bong quát năng mà to cái lấy chiếc năng bay mệt bay mệt hay lấy con chiếc đã thử ấy bà năng ồ chiếc đã ta mà tru dạ bà năng mẹ đã tru luôn ồ dần nhưng chẳng lừa bà sao thật bà chiếc luôn thiệt chẳng đăng tế nhằm đăng tên càng gì cái sân già nâng từng ọt kia tùng chạy chạy đi nâng á chân chà ta chích đạn lưu bay mẹ ta từng bay mẹ thôi bay mẹ trên đi lại nâng à lời thôi bay mẹ đây lụt mượt bay mẹ mẹ đấy hay chích lồn bay mẹ đấy ồ chân bạn ở con chan chân ở tiền hồng minh này khá lươn lấy cho chân đấy lụt xe từ mơ bắn khơi đất bạn nị chia xa xâm lên rồi bó lúc áo ba sọc lớn tì bầy chân dây chung và còn trong miền bờ sai con bờ sai nơi tít tăng alo group này mà alo group này một cặp bài tập á lục nữa tập về cặp hai cặp lục này đã một bài tập đang là một cặp bài tập ô và lại một phay mát đã nó sợ bay vòng bay bài tập này không tắt
80 ទឹកហើយ 80 ហ្នឹង 80 ទឹកហើយ នៅ 80 ទឹកត្រូវហើយ អញ្ចឹង គឺ ប្រឡាយ 20 ម៉ែត្រ នៅ សល់ តែ 8 ទឹកទេ អញ្ចឹង លោក បា អញ្ចឹង ស៊ី អស់ ច្រើន អញ្ចឹង និយាយ ទៅ វា អត់ ដល់ ស្មោត ទេ ឥឡូវ ស្មោត វា ចូល តែ 8 ម៉ែត្រ ហើយ ហ្នឹង8 ម៉ែត្រតើអ្វីសំខាន់ផងបន្លាយ8តឹងសួរលូ100ម៉ែត្រតើវាអាចគង់វងដែរទេលូ8តឹងលោកអាបាស្រុកដែរដងអត់ទេអាទឹកវាអាចហូរទាន់អត់យើងខំថាទឹកវាហូរមិនទាន់ទេណាយើងគូបន្លាយនេះវាធំម្ចាស់ផ្ទះនោះឲ្យដាក់ថែមទៀតអត់អីទេអូគាត់ចង់កែតម្រូវតិចអាហ្នឹងវាមិនតាក់ទងអារឿងលុយកាក់អីណាមានអំណាចមានអីទេណាបាទបាទបាទប្រៃវាណានៃឲ្យប៉ុណ្ណឹងហ៎អូណានៃទៀតខ្ញុំខ្ញុំនៅដោះស្រាយជួយប្រជាជនទៀតខ្ញុំកាន់ជើងខាងប្រជាជនតែកាន់ជើងអ្នកមានអំណាចមានលុយមានកាយទេអត់ទេបើតាមស្ដាប់លោកបាស្រុកនិយាយចឹងត្រូវហើយនៅកាន់ជើងអ្នកមានលុយកាន់ជើងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាស្ដែងភ្លឺបលាយបលាយ20ម៉ែត្រនៅសល់តែ8ទឹកអញ្ចឹងណានឹងកាន់ជើងខាងណាណាដឹងអានឹងគេដាក់លូនឹងដាក់លូបលាយ20ម៉ែត្រណាលោកបាហើយបលាយធំមិនមែនបលាយលូណាលោកបាយើងឥឡូវយើងបដិសមើលបើថានេះយើងជីកទៅវាដោយចែកដីអើមិនចាច់ដីចាច់ដីទៅវាកោតតាមទៅតាមចាច់ដីអឺសំទោសលោកបាលរឿងចាច់ដីមិនអីទេមិនតែរបងធ្វើតែធ្វើនេះអញ្ចឹងអារឿងចាច់ដីវាចាច់ដីកាលមុនហើយដូចសុំលោកបាលបាទសុំកាលមុនក៏ប្រាប់យើងថាមិនបាទទេរបងធ្វើវៀងចាច់ដីក៏បានដែរតែឲ្យតែធ្វើរបងសំណងរឹងទៅលើដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់កុំឲ្យធ្វើរបងលើដីរត់ខ្លាចពិបាកថ្ងៃក្រោយពិបាកឈូសឆាយអញ្ចឹងណាបានតែលោកបាទថាអីអត់អីចាំមើលចាំគិតមិនសាទៀតចាំដោះស្រាយមិនសាទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលសម្រាប់តែពឹបមកលោកអាបាសុកមិនដឹងទេសម្រាប់ឲ្យលបងស្រាច់អញ្ចឹងណាឲ្យលបងស្រាច់ជាក់ស្ដែងឥឡូវលបងឲ្យបាទឲ្យ 90% បាទនេះហ្នឹងហើយលោកដាក់លូបានប៉ុណ្ណាឥឡូវលូហ្នឹងលោកអាបាសុករឿងលូហ្នឹងគឺជីកមកហ្នឹងគឺ8ទឹកត្រូវតែធម្មតា8ទឹកឲ្យប៉ុណ្នេះយល់ទឹកដល់ខែប្រាក់ហ្នឹងគឺវាសាក់ឲ្យបាត់ឲ្យលូ8ទឹកហ៎តាមឆ្នាំសាសបាត់ឯលូហ្នឹងគេអាចស្ទះដែរមើលមើលជួយមើលគ្នាហ្នឹងអូជួយខ្ញុំមន្ត្រីជំនាញណាលោកបាខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានដែរលោកបាអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើលខ្ញុំឲ្យលូ100ម៉ែត្រហើយដាក់8ទឹកលូ100ម៉ែត្រ8ទឹកគាត់ជម្រៅ1ម៉ែត្រជាងគាត់ទម្លាក់ទៅវាបាត់បាត់ឯទឹកហូរមករដូវហ្នឹងតែរដូវប្រាំងវាសាសលូបាត់ឯងឥឡូវខ្ញុំជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះចាស់ដីយ៉ាងថែមទៀតអូចំណុំវាទៀតអូចំណុំមិនខ្ញុំបាក់ដែរលោកបាទទៅពេលបីតែសំខាន់បំផុតពីរបងនោះលោកអាបាសោះឃើញតែរបងសាំងសាំងលើភ្លឺបលៃរបងរឹងទៀតមិនរបងប៉ែប៉ែដែរលោកអាបារបងរឹងមមអញ្ចឹងគឺពិបាកណាស់ដល់ពេលសាំងសាំងរបងរឹងមមទៅលើដីបលៃរត់អញ្ចឹងហើយលោកអាបាអត់មើលអត់ឃើញអត់អីអញ្ចឹងហើយថាគេលួចធ្វើអញ្ចឹងពិបាកណាស់ពិបាកប្រជាពលរដ្ឋគេហៅចាត់ប្រកាន់លោកអាបាណាអញ្ចឹងចូលប្រកាន់នេះយើងដឹងអីផងមិនដឹងអីដោយសារតែលោកបាស្រុកអត់កោតដោះស្រាយហៅមកហ្នឹងចេះហៅមកហ្នឹងយើងថាបានអីពីគេជួយប្រជាជនយកប្រុសជីកខលប្រហែល3ម៉ែត្រហើយគេជួយសំខាន់រត់បាយរត់លោកអបាលណាបើប្រសិនជា20ម៉ែត្រណាបាត់អស់10ម៉ែត្រក៏នៅសល់10ម៉ែត្រក៏ធូរដែរប៉ុន្តែនេះនៅសល់តែ8ទឹកលោកអបាលគិតទៅថាទៅឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យប្រឹងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទៅអូដាក់ពាក្យប្រឹងខាងណាដាក់ពាក្យប្រឹងលោកអបាលជាជនគាត់មិនពេញចិត្តណាអូអញ្ចឹងចាំប្រជារដ្ឋដាក់ពីបណ្ដឹងទៅវិញអញ្ចឹងលោកអាបាសុកមានដំណោះស្រាយដែរមួយគេហៅយកច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ដោះស្រាយជូនប្រជារដ្ឋអញ្ចឹងច្បាប់ជារដ្ឋដោះស្រាយថាយើងយកមកអង្គការបានឯកភាពគ្នាអឺលោកអាបាតាំងកពិតគេបណ្ដឹងលោកអាបាសុកយូរណាស់ហើយរាប់ដងបាត់បាត់ណាគេបណ្ដឹងជាច្រើនដងហើយហ្នឹងបណ្ដឹងគាត់ទៅមកគាត់ដោះស្រាយជូនប្រជារដ្ឋហ្នឹងមកអាចជឿមើលបណ្ដឹងបានដងហើយហើយគាត់ដោះស្រាយមិនខ្មាច់បងចិត្តពលនេះហ្នឹងបងបាទបងចាំបងចាំមកពាក់ព័ន្ធការងារហ្នឹងគាត់ផ្លាត់ឡើងឲ្យជាប្រដ្ឋប្តឹងជាប្រដ្ឋប្តឹងឥឡូវមិនដឹងប្តឹងពីណាទេទៅប្តឹងលោកអភិបាលទៅហ្មងទៅលោកអភិបាលអត់ចេះមើលហ្នឹងហើយបាទគាត់ឲ្យគេធ្វើលបងលើដីរត់អូបបនេះគឺជាសម្លេងរបស់លោកមេភូមិត្របែកគាត់ខលមកដើម្បីបកស្រាយក្នុងហេតុការណ៍ករណីដែលនៅភូមិត្របែកសូមស្ដាប់លោកពូសំសួរទៀតអំពីបញ្ហាដាក់លូតើប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិត្របែកហ្នឹងគាត់ទទួលយកដោយសប្បាយចិត្តរីករាយដែរទេបញ្ហាដាក់លូ1ម៉ែត្រហ្នឹងពូការដាក់លូប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបានជម្រាបហើយប្រជាពលរដ្ឋគេមិនសប្បាយចិត្តទេកាលពីមុនទៅហើយខ្ញុំបានទៅជុំកោះស្រែជាមួយអបាស្រុកខ្ញុំថាលូមិនមែនស្តង់ដារលូឯណាដាក់100ម៉ែត្រជាងទេខ្ញុំសូមឲ្យដាក់តែខាងត្បូងចែកដីត្រឹម30ម៉ែត្រនឹងបានហើយបាទបាទពីព្រោះខាងលិចចែកដីនេះវាមានបលាយតាំងពីមុនស្រាប់ហើយលោកអូនបាទបាទបាទក្រោយមកប្រាំងមិញនេះគេលុបឲ្យអបាស្រុកមកទៀតទាំងមេពុះមកអីទៀតមិនហ៊ានធ្វើអន្តរាគមន៍អីគេខាតផងបាទបាទបាទតែខ្ញុំត្រូវការបងឯងស្រុកបាទបាទចុះមកទៀតបាទបាទបាទហើយខ្ញុំធ្វើអត់កើតទេលោកគាត់ឯងគិតទៅឲ្យខ្ញុំមិនភូមិធ្វើម៉េចបាទបាទបាទបាទបាទខ្ញុំទៅដល់ឡើងទៅដល់ស្រុកទៀតហើយពាក្យប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដិតមេដៃ106ណាលោកគាត់បាទបាទបាទចា៎ស្រុក
kê con nó mau đấy kê con nó mau khơi bọc sọc quạt đặt quạt mình chia thái tới tận chỗ chấm áp lưỡi quạt bạn chấm áp lưỡi quạt đặt quạt mình tới xu bị chia bờ thà lấy bờ ông giàu bay mẹ đấy mình mới dây chân thế bạn sọc hay năng châu giàu đây đăng thà bà lái đồng hai bà mang hai quạt đăng thà bay vào sông chia bờ này bạn anh ấy vào phòng ba miếng là bù nó ba dễ nhiên mình liền vậy bạn mà qua phim sao mấy quạt thà lại đứng do màu trứng lượng phòng bay mát chẳng lấy chứ bạn là khẳng lệnh phòng bay mát mà màu cáo đọc mệt chẳng cứ chẳng tầng o đây mà nói đây mà lấy bạn đứng xuống cháu đây kia mà qua tòa bạn đấy chung xuống ác ba sọc to tiết nhưng thả qua nâng qua thử ấy lúc tiên thả qua nâng bây thử bài ca thật khai về ca thật khai bạn chẳng bỏ mặt ra với cứ ở chia vào đó mình sẽ bài chất về phòng bánh hạt tìm mũi đặt lưu mà mát đi phí ở bóng thử ở cái đào lại chứ năng là cứ gặp bộ chi bộ đội mình sẽ bay chơi đấy chẳng hạn bà tôi phải chơi bộ đội thà ao lúa nè là chìm liên mình tay chìm liên nè cái nát lư mà trong mưa đó chặt bị đầy phun tay mình phun một tuần cái nát kỳ thư chẳng đấy bạn mình bay xu phải chơi bộ đội thì dừng áo mưa kịp bên chặt ấy dừng qua là cho mưa lại cả tăng ấy năng rồi lúc hôm nay mau nâng du hai tăng ấy dừng cho lại cả nó mới không kịp nè chắc là phu đời nơi bom cái vấn đại sa đại dương khơi bà con cho sắp sai mối kịp sai tha tam lục mì phum lục mì khum rồi bị chia bớt con sợ bài chết này cả tôi do cái hai thơ lưu mà mẹ để chăng á dương chết đã bay mà bả bắt đầu chết cái trong ao từ lia từ ngõ kia kia mình trong ao từ lưu thế kia trong bao bọc lớn á bạn này bằng gì chứ kia ta vừa ai tiếp cái này ai tiếp chia bớt nông phum từ bài nữa bả mình bay đạt lưu chứ tới một thân nó có khéo không nâng anh bật tay tôi dừng thư kia mình chơi hai dừng thư mấy lục mùi bạn bồng món thì chua thơ mấy việc bàn trăm mà xoay đi bay tích sao mà thế bạn bà lạ thơ mô đánh đá nó vui ba còn là bạn xoay lạ thơ chạc ngon nè xoay dũ là mùi xoay dũ là mùi bạn anh chẳng xong 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 bó lục mùi mà ta chùi chui sọc sai mà chui thốt mấy ở Việt Nam rồi luôn chung đó mây phun bay phá mưa được mùi bà chẳng chung nhận bò rồi mên bàn trầm sọc sai bò rồi mên đây là bù ná cứ nhau ở bên sân ấy ở cái bì sọc sai bò rồi mên đây là bù nhìn chẳng á hay chứ mà xua là bù tìm mùi đá xa đá kì của mình hà ách đây bà lại đang bắt tình là ồ bà đá cả đó sẽ là cả lực lạc bà bù bà tam cả nhầm lựa dô khớnh hay dù đúng cứ cầm rung lọc bà phùm khúm trong ở bà chìa bà rốt tìm mùi miền phá lưu bằng đó sàn phá tìm bì miền bà lại tự khâu phùm nhóm có thơ chăng đài bà bà nhà đạc đô đây bà lại đứng đàm bây bàn phá lưu nâng bàn bà lại đàm bây bằng hồ tắc cư phùm nhóm miền chăng đài năng nhầm từ tôi giàu đấy cứ thua bạch chụp cứ chán về phần bánh hà năng ở hiện nay giờ TP năng cứ về phần bánh hà là pu cầm trang bị chia bờ có khăm cái hai thà ở đây ở trường về phần bánh hà sna sông từ lúc ban này cái nhà bà sọc sài chôm nằm bay chui cứ tụt scat cầm hơi thua bong từ lớp lai na cứ sna sông bạc lai ở ban smart này có bàn tay cả là pu cả khăn khom là pu cứ ban từ ban chụp chơi tới ban trâm para chơi tại bản đó chắc là bố ba nâng ở đây chắc là bố trong bên đây chỉ trong đây mình bố ấy mình ấy trong cây trong sơn đông po đấy bố trong con đây sơn đông po lúc nãy cả sai bị tai dừng thưa tầm mấy tầm bây rồi giờ thì thôi chung chỉ chuẩn để thì đi hai trong rương đã thưa lại trong chơi mà cào viên tít tít rồi trong mình mang anh nào mặt luôn trong đó rồi trong mấy khung chưa xin anh cả khung trong có xong cho bọn mấy khung luôn mấy khung thà bờ trắng luôn mấy khung ai thưa cho tầm bây đọt đô tầm bây dừng ao miền tất miền phơi chưa bờ ta nhắn á ở đâu sầm xuống đi đâu nhóm mình sầm nô môi đấy năng phải qua là bánh hà năng đấy sầm nô xuôi chết hà pe đa tầm nô ca bị muốn năng pe nát đấy bạn đây còn kì pe kì mà khang tiết kì bạn bạn nhóm hà lục pu mì phum kì bạn lôi kì mùi pon đồn la đam bay bệnh chóc cầm oai bệnh ca tu ca tàu ba được còn tiêm tia bạn qua bạn bạn lại đúng á ta đứng nó bắt đấy là bù ba lục mũi nhóm mình chơi đi bấm phớt trong tầng sau này nát đại tha nước bầu mưa trong đang ao mình chụp một nhóm nhóm tha tầng này đấy khi nhóm mình miên sầm đây mà mắt chụp nạn đông tham phố lục mùi à căn là khâu thua đấy chắc ngay ba căn là khâu thua rồi thấy bảo cái mũi trong đang lưng áo nhà đông mà chụp cho mướt trong dây tầng này ờ bạn chụp ở phần là tầng này nâng anh trong thua nạn nạn mũi nạn đấy ba là anh nhà lên hiên tôi một cái mà bà con tao tung tham hát màu mà chụp kia năng đại gia tại ok làm phần bên trong thà là phu kiếm xì lôi xong lôi kê mùi phần lá bạn đập bay mình chọc được bà sân chia mình ban mà phần lá quất là phu chụp mùi phun của nó to ba ở sân giật bắt băng năm nay luôn ai cả ba đây cứ nó to ba là hô đại mà đong chẳng á ta đứng
khiom ot mien dai mien tosana chang te luk muoy khiom thveu ni dot be dong pet pakat bamrao chi bruat mun men bamrao bok puol khrom khu sa chang te khiom prab luk muoy ot tra chang ba kra te khiom suu da mien phlai nang ai ba ឧបសគ្គ ខ្លាំង ណាស់ សំបី តា អេដាម បញ្ញារៈ គាត់ សរសើរ ខ្ញុំ ណា ថា សំណាង មាន ភូមិ ត្បែក ណា គាត់ បាន ទូ ចេញ គាត់ ទាញ ពី នោះ ទាញ ទៅ នោះ គាត់ តំណាក់ តំណង ណា អេដាម បញ្ញារៈ ក្រុម ការ ងារ គណៈ បាទ 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 ហើយ បើ និយាយ ពី ដូច លោក ក្មួយ និយាយ មិញ នេះ ថា ខ្ញុំ ជម្រាប គេ 1000 ដុល្លារ ដើម្បី បញ្ចប់ រឿង នឹង អត់ អត់ មក គឺ គ្មាន មក បាទ នឹង លពូ ដោយ សារ តែ ខ្ញុំ យក អា សំណួរ ត្រូវ សួរ លពូ ដោយ សារ តែ គេ ណ៎ កុំ ឲ្យ ខ្ញុំ គេ ហៅ ថា មាន សំណួរ ហើយ មិន សួរ អញ្ចឹង ថា ហេតុ អី បាន មិន សួរ ពាក់ ព័ន្ធ បញ្ហា រឿង លុយ 1000 ដុល្លារ អញ្ចឹង តែ លពូ អត់ បាន ប្រព្រឹត្ត ដោយ ការ ចោត ប្រកាន ទេ លពូ ទេ អត់ មាន ទេ លោក មួយ មិន តែ លឺ ទេ ខ្ញុំ តែ លឺ សោះ តែ លឺ ម៉ោង នឹង នាទី ហ្នឹង អូ អញ្ចឹង ហើយ យើង ដាក់ សំណួរ ទៅ វិញ ដល់ ពេល អញ្ចឹង យើង ដាក់ សំណួរ ទៅ ភាគី ម្ខាង ទៀត តើ បើ សិន ជា អត់ មាន ការ ធ្វើ របង ទៅ លើ អបឡាយ ឬ ក៏ គេ ហៅ ថា អត់ អីអា សំខាន់ គាត់ ធ្វើ របង ទៅ លើ អបឡាយ តើ លោកពូ មេ ភូមិ គាត់ គេ ហៅ ថា បន្ទុះ ការ តវ៉ា ឬ ក៏ ប្រជា ពលរដ្ឋ បន្ទុះ ការ តវ៉ា ដែរ ទេ អញ្ចឹង ណា នឹង ដាក់ សំណួរ ទៅ វិញ តើ បើ សិន ជា រឿង ប្រជា ពលរដ្ឋ មួយ ណា បាទ បាទ ហ្នឹង ហើយ ក្នុង នាម ខ្ញុំ មេ ភូមិ ដូច ជា ម៉ែ ឪ បើ ប្រជា ពលរដ្ឋ ប៉ឹង មក អា ហ្នឹង យើង តាម ដំណើរ យើង ធ្វើ របាយ ការណ៍ ជូន ទៅ គុក ហើយ បើ ឃុំ មិន គិត គូ ខ្ញុំ មាន សិទ្ធិ ទៅ ដល់ ស្រុក ខ្លួន ចឹង បាទ 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 ស្ដាប់ ស្ដាប់ បាន អត់ ខ្មួយ បាទ បាទ តន បាទ ព្រោះ ក្នុង នាម យើង បម្រើ ប្រជា ពលរដ្ឋ បើ ប្រជា ពលរដ្ឋ រាយការណ៍ មក ជូន យើង ហើយ យើង ត្រូវ ធ្វើ សំណើ រាយការណ៍ ជូន ទៅ ឃុំ បើ មេ ឃុំ មិន យក ចិត្ត ដាក់ យើង ឡើង ទៅ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឯង អូ ខំ ណាស់ ដល់ ល្បូ ទេ បាទ រឿងកន្លែង ខ្ញុំ ឡើង ទៅ អត្តា ស្រុក ខ្លួន ឯង ឃុំ គេ អត់ មាន ដែរ ទេ អូ អញ្ចឹង បាទ ខ្ញុំ ប្រាប់ ឲ្យ ច្បាស់ ត្រាច់ ចឹង ហ្មង ចំពោះ ខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំអាយុ64ហើយខ្ញុំអត់មានខ្លាចស្លាប់ហើយអត់មានយេខ្ញុំទៅវត្តទៅវត្តរាល់សារខ្ញុំអត់មានថាគម្រាមណាយក1000អត់បញ្ចប់រឿងនឹងសួរថាខាងណាគ្រូសាណាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គ្រូសាខាងនោះនឹងគឺដោយសារតែប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដូចលពូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិលះបានអញ្ចឹងព្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំយកសំណួរយកមកសួរលពូដើម្បីឲ្យលពូកុំឲ្យគេដើរនិយាយរឿងលពូថាងមកគៀបលុយគេអញ្ចឹងតែពូបានបកស្រាយអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យអស់ចម្ងល់កុំឲ្យគេចាត់ប្រកាន់ទៅលើលពូទៀតអញ្ចឹងព្រោះបាទអរគុណណាស់ក្មួយអរគុណណាស់នឹងតែខ្ញុំប្រាប់លោកក្មួយឲ្យត្រង់ខ្ញុំពីដើមខ្ញុំអ្នកធ្វើការខ្ញុំធ្វើធានណាក្មួយខ្ញុំគ្មានគំនិតអីទាំងឪម៉ែខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំគ្មានគំនិតអីកម្រាមគេយក1000ដុល្លារអញ្ចឹងទេបាទមួយមកដល់ផ្ទះខ្ញុំស្ដាប់ហើយមើលបើខ្ញុំលក់ដីហ្នឹងខ្ញុំមានលុយមានកាក់ទិញឡានជីលោកក្មួយមកដល់ផ្ទះខ្ញុំម្ដងអូបាទនឹងឃើញណាបងបាទសួរថាខ្ញុំមានអីបាទបាទបើមានតែលុយទិញតែថ្នាំលាបស្រូវក៏បានដែរបាទបាទលោកបាទខ្ញុំនិយាយពិតពិតខ្ញុំអរគុណលោកក្មួយដែលប្រាប់ត្រង់ចំពោះខ្ញុំសូមអរចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់រាប់ក្មួយចាប់ពីពេលនេះតទៅអត់អីមិនដែលលឺទេអត់ពាក្យមួយម៉ាត់នឹងអត់អីទេលោកពូដាសាខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានខ្ញុំចង់យកសំណួរដែលគេសួរខ្ញុំហើយក៏គេបង្ហាប់ប្រាប់ខ្ញុំយកទៅសួរពូដើម្បីបញ្ចប់ចម្ងល់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញមហាជនថាកុំឲ្យភាគីដាល់ដាបំផ្លើសថាលោកពូមេភូមិគៀបស៊ីលុយគេសុំលុយគេ1000ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងកុំឲ្យធ្វើអីទៅមិនខ្វល់ទេគឺសំខាន់បំផុតគឺឲ្យតែបាន1000ដុល្លារអញ្ចឹងគឺរឿងអពិតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺជាក់ស្ដែងគឺភាគីដែលឈ្មោះឈ្មោះនេះធ្វើរបងឈ្មោះនេះទៅចឹងឈ្មោះសង្ឃសង្ឃវិធីបាទសង្ឃវិធីអូអ្នកគាត់ធ្វើហ្នឹងបងបាទកូនប្រសាររបស់គួងអាតអូកូនប្រសាររបស់ឧបាសកគួងអាតបាទមិនមែនស្រុកកំណើតទេនឹងកូនប្រសារព្រៃក្រោយហ្នឹងអូអញ្ចឹងឯងបងបាទមិនមែនព្រៃមុនទេព្រៃក្រោយហ្នឹងបាទបាទបាទបាទបាទនឹងជម្រាបគួរច្បាស់អញ្ចឹងបាទបាទបាទបាទហើយសូមក្មួយផ្សព្វផ្សាយទៅខ្ញុំអត់ខ្លាចទេក្មួយផ្សព្វផ្សាយចុះបាទគឺដោយតែគៀបយកលុយគេហ្នឹងហ្នឹងដោយសារតែចេះដោយសារតែខ្ញុំមិនធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំសូមបិទទូដល់លពូដែរដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់បានជម្រាបបានលពូដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះសំឡេងពូគឺនៅ NR ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងលពូអញ្ចឹងគឺសំឡេងលពូនឹងគឺអត់បាត់សំបីតែមួយម៉ាត់កុំឲ្យចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយអញ្ចឹងកុំឲ្យបាត់សំឡេងមួយម៉ាត់ពេលដែលខ្ញុំចុះផ្សាយទៅថាខ្ញុំចុះផ្សាយមិនប៉ិតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានសំឡេងទាំងអស់នេះដាក់ផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនឬក៏ឲ្យភ្នាក់ងារដែលលើកឡើងហ្នឹងគឺទទួលយកបានថាយកសំឡេងពេញយកមកដាក់ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពេញតែម្ដងអញ្ចឹងលពូបាទអរគុណណាស់លោកក្មួយបើសិនណាជាបុគ្គលណាមួយថាមេភូមិនឹងយកដីលុះយកលុយជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងឲ្យមកជួមេភូមិមកហើយសួរថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវធ្វើផ្លូវជីកតឡៃនេះសួរថាខាងមានខាងអង្គការណាជួយទេមានតែមេភូមិនឹងទេយកក្បាត់ធ្វើនឹងបាទមិនអភិវឌ្ឍគុំតន់ធ្វើទេអភិវឌ្ឍជនបាត់ខេត្តຕ້ອງធ្វើផ្លូវនឹងទេគាត់ណាបាទយើងធ្វើបុណ្យចំណិតរបស់ខ្ញុំមិនសូមជួយដោះស្រាយជីវរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋលំបាកទឹកលិចគ្មានផ្លូវដែរ
đi ăn nư nướng nếp xem phạm lục mùi cho bạn chấm riêng phạm tư chế bởi đọc bên chân nét nà tại nên đi sẽ điện thoại nâng hãy bạn là chóng đăng cho bạn tiết mà chụp trong tôi mà bạn 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 chụp lụa bạn bảo mạng lan hay bảo lan bảo mạng bạn bạn bảo mạng rồi lan bạn 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 lục mùi khơi nhập việt nam thương xa hãy tạo lại bạn nâng dừng lụa tư dừng bàn thơ nâng tư nâng sọ bậc kìm kì tinh ai kêu rộng mơ nà lạ kìm nó chứ dừng tư tê nâng bạn bạn là phụ mà mình miên cầm lại kì kìm thơ dừng đó lục mùi bạn bạn là phụ bạn xong bây đà nè chúng tôi nó bảo vệ miên chân thì sọc chật mà thơ đây bạn 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 nâng dòng dây bạch bạch chân chụp hộp xong bạn là phụ bạn mà nâng ai mùi anh chui sọc sai đã cầm ai ta mê phung nông vừa vạc lụa bê bạn là phụ nâng ở quân trang mà tên là phụ ở quân trang mà tên là phụ đại ban cái hai thà xoa xoa nhưng ở dốc chất đạp bà bà bộ 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 chìa bà rốt tiền dốc ở bệnh đồ của bà đòi ở kết khá lai ở phẹp bộ phanh hà bà cho nó phải chế bà rưu có cái hai đạp bộ phim biên bà mạng ở dụng 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 xa là phụ nhé mà học sập trang chiến có ông mình ai dụ bàn học sập trang to từ mục tế bằng tay ai miên ở con nâng học buôn là tay ai miên ở con ta cấp bộ cho tôi xin ác cứ khi nào dây ở sầm phiền cứ ở sầm phiền lúc mệt phum mệt phum tập bay đầm đong đòi sa tay miền bộ bộ chỉ bớt cầm bên suốt ha về đây bật lái chỉ on từ na chẳng hạn lấy qua đại bản bộ sai hay bộ bộ ai giờ cho bật lái giờ chậm đạp sa thay mày làm quen cứ cả bộ sai bảo là phum mệt phum khi ông mình khi ông đây rồi khi ông thầm chúa rồi nơi phum xem xén nơi ta nằm bon một nhậu xem xén cứ ở đầm na sai cứ cả đọt đố bật lái đọt đố dọc lưỡi nâng sa khla khla thiết đại bộ bộ lưu nhớ là phum nâng trong xem xén còn thôi chẳng đại đại sa đại trăm rồi lối cầm rô à ba đập hiệp phun sừng cá nó cứ mình nghe cho đó đây là đó là lơ lửa đó cho đó lá cứ vú là bây chẳng nơi phun khum nơi cho bắt nó tay tay do đồng nó sai chế đầm bay chui sừng rô bọc ôm rồi chia bớt đã quật nơi ở ti cho nó bắt anh chẳng cứ đầm bay bàn phơi anh chẳng cứ nhẹ đầm miên quật ai đã tuân khi hàng đã tuân cái hàng sna xong đầm bay bị phơi cả đó đô ở dưới môi được anh đây bàn tay bàn tôi là cứ sầm khăn đồng phật cứ ban phơi có bán